Bí quyết sống tích cực từ những người thành công. 1. Hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Câu châm ngôn này nhắc nhở chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc và sống hết mình mỗi ngày, đừng lãng phí thời gian cho những điều không quan trọng, hãy tập trung vào những gì mang lại cho bạn niềm vui và hạnh phúc. 2. Nếu bạn ngã 7 lần, hãy đứng dậy 8 lần. Cuộc sống luôn có những thăng trầm, khó khăn và thử thách, điều quan trọng là không bao giờ bỏ cuộc. Hãy luôn nỗ lực và kiên trì để đạt được mục tiêu của bạn. 3. Thất bại chỉ đơn giản là cơ hội để bắt đầu lại thông minh hơn. Sai lầm và thất bại là một phần tất yếu của cuộc sống. Hãy học hỏi từ những sai lầm của bạn và sử dụng chúng để làm động lực để tiến lên phía trước. 4. Bạn có thể không kiểm soát được hoàn cảnh, nhưng bạn có thể kiểm soát được thái độ của mình. Bạn không thể thay đổi những điều xảy ra trong cuộc sống, nhưng bạn có thể lựa chọn cách bạn phản ứng với chúng. Hãy giữ thái độ tích cực và lạc quan ngay cả trong những lúc khó khăn nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thả tim và follow mình để theo dõi những video mới nhất nhé.